Hello các bạn, bữa nay về đi thăm lưới với chú Hậu các bạn. Chú Hậu đang ấy vừa đẳng đó. Hai chú cháu đi gỡ lưới bên kia xong rồi. Hai chú cháu chuẩn bị đi ra ruộng các bạn. Này hả chú Hậu? Để lại đi hả? Này mấy cây cà na các bạn. Cà na quá trời luôn. Rất mùa. Thôi không ai bỏ chứ thôi. Quên rồi. Bạn điều cho. Trời ơi, nó chạy theo nữa kìa. Chạy theo nữa. Rồi bỏ đây ha. Dạ. Hay gì? Mẹ con tưởng con nước ngập không à, chưa đúng rồi. Nghe con mấy không có đưa ấy cho chú. Vậy hả? Dạ. Hai chú cháu đang đi ra ruộng các bạn. Chú Hậu gì sao? Đây lưới này hả chú? Bây giờ đi gỡ dài dài cái đó ha. Dò luôn các bạn, đổ xuống đây. Ồ. Con đi bên này được không? Dạ. À, phải đi cùng bên bản. Thấy em giới nó kìa, trời ơi. Lội nước mà lại em giới nữa. Ồ, cá. Cá ít các bạn, cũng không nhiều lắm. Ô, con gì nhảy vô không? Nhảy phóng lên luôn á. Vậy đó, vậy cá đây. Cá lóc hả? Không lẽ nó ấy sao ta, không lẽ nó dưới anh nó bắt lưới rồi nó phóng lên đây chảy sao ta. Nó hơn ha. Ừ. Hơn ạ. Rồi, được một con các bạn. Hai con rồi đó. Hả? Hai con rồi đó. Hai con rồi hả? Rồi, hôm nay người ta. Thôi con đi, thôi đi bên này đi, mới quay thấy bên chú Hậu thì không thấy. Cái lưới mình cạn quá chú Hậu. Lưới này vừa. Vậy hả? Mùa này thì vừa nhá. Cái gì đó? Ôi, ôi. Thôi đi, không có ra được đâu. Ra làm chi? Rỡ gì rỡ rồi. Còn mưa rồi, mưa cắt lá cắt. Còn mưa 5 gram. Thôi đừng đi ra. Đường trước á, chỗ cái cầu nãy bẻ dừa, ngay cái cầu có cái được, cái ấy qua chừng dưới con đó. Quá chừng rồi.
toàn rảnh không? Ở đây vậy chứ rảnh còn sâu hơn nữa. Dạ. Yeah. Quá trời đang mưa các bạn, bỏ cái máy trong cái bỏ máy trong cái điện thoại trong cái bọc. Thành ra cái gì chú Hồng? Cái rô biển hả? Rô phi hả? Ồ. Oh. Ồ oh, đã. Còn sống không? Còn dậy không? Sống rồi, sống rồi. Còn sống, hai con còn sống hả? Mấy cái mẫu này cá phi nhiều. Mẫu này mấy mấy phân chú Hồng? Này 4 phân nè. 4 phân hả? Ừ. 4 phân dính cá bự vậy là còn còn nhỏ nữa dính không có dính thông ham. Dạ. Mùa này dính cả 4 phân rồi dính cá mới bự. Dạ. Cái này nó có bị cái xô mình có bị lật ngang chú Hồng? Lật. Dạ, mình dính, phải dính. Mình phải dính phải không chứ không hay là buông là lật á. Buông là lật. Rồi. Hôm nó đẩy ba chì đó nó bị gắt. Dạ. Kia bằng đẩy côn đẩy gì đó hả? Ừ. Đẩy dạ. Cái này lưới mình nó đụng đáy không chú Hồng? Cá rô phi nè chú Hồng. Đi cái đường là cái màu mẫu này cá phi không? Dạ. Có rong. Dạ. Cầm này đi con gửi cho. Con đi về nhà gửi. Con quay giùm con đi. Quay không? Đúng rồi. Nói sao cầm cái bọc hả?
phải rửa mấy mình năm. Đi lỡ bờ nó chăng quá trời. Ồ, lưới này tưa chừng rồi, kép lại đẳng hai, tới đẳng hai. Tới đẳng hai còn á, khúc cuối á. Hết rồi, không đi hết luôn, đi hết luôn, lỡ tới đây. Gắt lưới này cũ rồi, không rồi. Nó, nó ấp á. Này chắc có người gỡ giùm cho hậu không? Không. Hả? Quay dân mẹ nó có gỡ ra bằng ngày, không ai gỡ ra bằng ngày, bằng đêm. Vậy hả? Trời ơi, hai mẹ con ở theo đội ngũ cầm dù luôn ấy ghê chứ. Được có 6 con cá. Bà lắm. Trời ơi. Này con lội ra nè.